Mỗi buổi sáng, tăng sĩ Phật giáo thường phải tự lấy tay xoa đầu mình 3 lần để xem thử trên đầu có tóc hay không. Nếu như không có, sao lại không có? Ồ, họ là tăng sĩ. Họ là những người đã xuất gia. Phép thực hành này được chư tăng ứng dụng do từ hồi Đức Phật còn tại thế, khi có nhiều đệ tử vốn xuất thân từ ngoại đạo nay trở lại quy y với Đức Phật. Từ đó, Đức Phật dạy các tăng sĩ phải xoa đầu mình 3 lần vào mỗi sáng sớm để nhắc nhở rằng mình là tăng sĩ. A Nan rất lưu tâm đến lời dạy này, nên ngài thành tâm đưa lời giáo huấn này vào công phu tu tập vào lúc sáng sớm, hằng ngày không hề lơi lỏng. Mỗi khi chư tăng xoa đầu 3 lần, họ phải đọc một bài kệ rất có ý nghĩa. Tôi nhớ bài kệ đó như sau: thủ khẩu nhiếp ý thân vô phạm, mạc não nhất thiết chư hữu tình, vô ích chi khổ đương diễn ly, như thị hành giả đắc độ thế. Nghĩa là thận trọng lời nói, giữ gìn tâm ý, hành vi chớ thô tháo, đừng gây xúc não cho hết thảy mọi loài chúng sinh. Hãy xa lìa các pháp tu khổ hạnh vô ích. Người tu hành đúng như vậy sẽ cứu độ được cả thế gian. Thận trọng lời nói có nghĩa là đừng mặc tình nói những gì mà mình thích nói. Giữ gìn tâm ý có nghĩa là giữ cho tâm ý mình đừng lang thang, giữ cho tâm không sinh vọng tưởng. Đừng truy cầu sự thuận lợi, hành vi chớ thô tháo, giữ cho thân không phạm những nghiệp xấu. Khi mình thận trọng từng lời nói thì mình sẽ tránh được những nghiệp xấu như không nói những lời thô ác, không nói dối, không nói những lời thị phi, không nói lời thêu dệt. Với tâm ý được thường xuyên hộ trì, ta tránh được lòng tham lam, sân hận, si mê. Thân không làm những việc ác, nghĩa là không phạm phải việc giết hại, trộm cắp, tà hạnh dâm dục. Ngay cả suy nghĩ đến những việc ấy cũng không có. Đừng gây xúc não cho hết thảy mọi loài chúng sinh, có nghĩa là đối với hết thảy mọi người cũng như mọi loài chúng sinh nào tiếp xúc với mình, đừng khiến cho họ sinh khởi phiền não. Đừng gây náo loạn cho mọi loài chúng sinh, ngay cả những người đồng tu với mình cũng đừng gây phiền nhiễu cho họ. Đôi khi mình vô tình gây ra những lỗi lầm khiến cho sinh hoạt của họ phải bị xáo trộn. Trong trường hợp như vậy, quý vị nên tìm cơ hội thuận tiện để giải thích và đừng để tình trạng đó tiếp diễn nữa. Hãy xa lìa các pháp tu khổ hạnh vô ích. Có những lối tu khổ hạnh không mang đến sự lợi lạc. Chẳng hạn, cách tu của một số người Ấn Độ thuở xưa, họ bắt chước thói quen của loài chó, loài bò, ngủ trên giường đinh, lăn mình trong tro bụi bẩn. Ý nghĩa của lối tu ấy là gì? Tu như vậy thì thêm được gì? Thân càng bẩn thỉu, tâm càng nhiễm ô. Khi ngoài thân ô uế và quý vị cứ luôn luôn nghĩ về sự dơ bẩn thì tâm cũng bị nhiễm ô theo luôn. Đây được gọi là lối tu khổ hạnh vô ích. Đừng vướng mắc vào pháp tu ấy. Quý vị nên làm những điều đem lại lợi lạc cho nhiều người. Đừng làm những điều không có lợi cho mọi người. Hãy tránh xa lối tu khổ hạnh vô ích ấy. Người tu hành đúng như vậy sẽ cứu độ được cả thế gian. Tu hành đúng như vậy có nghĩa là không gây phiền não cho tất cả chúng sinh, không theo lối tu khổ hạnh vô ích, không theo pháp tu của hàng ngoại đạo. Thế nào là nghĩa pháp tu của hàng ngoại đạo?
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thực hành theo trung đạo. Theo pháp tu của Ngài, các đệ tử được dạy là chỉ ăn rau quả, không được ăn thịt. Hoặc là nếu ăn thịt thì phải ăn ba loại thịt thanh tịnh. Như vậy, Đức Phật dạy đệ tử mình ăn rau quả. Và quý vị có biết Đề Bà Đạt Đa đã làm những gì với tà tri tà kiến của mình không? Ông ta nghĩ, Đức Phật dạy đệ tử ăn rau quả, phải không? Ta sẽ dạy đệ tử mình không ăn muối. Họ kiêng luôn cả muối. Lối kiêng cử này cũng được đạo lão áp dụng và được họ xem đó là người giữ trai giới thanh tịnh đệ nhất. Nhưng thực tế, lối ăn uống đó không thích hợp với trung đạo. Nhưng đó là cách Đề Bà Đạt Đa đề xướng. Đức Phật dạy đệ tử không ăn thêm gì nữa sau buổi trưa. Vào buổi sáng sớm họ ăn cháo, và buổi trưa là bữa ăn chính. Họ ăn hai lần trong ngày, mặc dù Đức Phật chỉ dùng có một bữa vào buổi trưa. Ngài không ăn vào buổi sáng cũng như buổi tối. Đề Bà Đạt Đa dạy đệ tử làm những gì? Ông ta bắt đệ tử ăn kiêng trong vòng 100 ngày. Các ông chỉ ăn một bữa trong ngày, tôi chỉ ăn một bữa trong cả trăm ngày. Thấy tôi tu hành cao hơn mấy ông chưa? Các ông kiêng thịt, chỉ ăn rau củ, còn chúng tôi thì kiêng cả muối. Tôi lúc nào cũng tu hành cao hơn mấy ông. Đề Bà Đạt Đa luôn luôn muốn tranh đua hơn thua với Đức Phật. Ông ta muốn chống lại giáo pháp của Đức Phật. Ông luôn luôn nói rằng Đức Phật không bằng ông. Nên Đề Bà Đạt Đa xúi dục vua A Xà Thế giết cha và mẹ mình để chiếm ngôi vua. Và Đề Bà Đạt Đa tuyên bố rằng mình sẽ là một vị Phật mới. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã quá già, đã lũ khổ rồi. Đề Bà Đạt Đa muốn lật đổ Đức Phật để thống lĩnh tăng đoàn. Nhưng cuối cùng, ông ta gây xáo trộn mọi việc một cách tệ hại, đến mức ông phải đọa vào địa ngục ngay khi đang còn sống. Ông ta phải mang theo cái thân thịt với mình xuống địa ngục. Ông ta có mưu đồ những việc khác hẳn với Đức Phật, khác hẳn với đường lối của Đức Phật. Đây là cách mà ngoại đạo tiến hành. Quý vị cũng có thể nói rằng Đề Bà Đạt Đa muốn tranh giành để trở thành độc tôn. Ông ta muốn mình là đệ nhất. Ông ta hết muốn điều này lại muốn điều kia. Và cuối cùng quả báo là đọa vào địa ngục. Thế nên tu tập theo lối khổ hạnh thật là vô ích. Người xưa đã nói về chuyện ăn thịt như sau: Thiên Bắc Liên Lai, Oản Lý Canh, Oán Thâm Tợ Hải, Hận Nan Bình, Dục Tri Thế Thượng, Đao Binh Kiếp, Thí Tính Đồ Muôn, Giả Bán Thanh. Nghĩa là trong bát canh quen nấu bằng thịt ngàn đời nay có sự thù oán sâu như biển và mối hận thật khó kiềm chế được. Nếu bạn muốn biết nguyên nhân của nạn đao binh chiến trận trên thế gian này thì hãy lắng nghe tiếng kêu than ở nhà người đồ tể vào lúc nửa khuya. Trong bát canh quen nấu bằng thịt ngàn đời nay là nói đến bát canh thịt, nồi súp thịt mà người ta quen nấu ăn cả hàng ngàn năm nay. Trong nồi thịt ấy có sự thù oán sâu như biển và mối hận thật khó kiềm chế được. Trong nồi thịt bò hầm ấy chứa đựng cả mối hận sâu như biển. Mối hận sâu dày như thế thật khó hóa giải được. Nếu bạn muốn biết nguyên nhân của nạn đao binh chiến trận trên thế gian này, thời cổ đại, trong chiến trường chỉ có vũ khí được chế tạo thủ công. Không như ngày nay, khi quả tiễn, bom, súng được chế tạo để có thể bắn từ xa. Thời trước đó, binh lính giao tranh với vũ khí cầm tay đối mặt nhau. Ngày nay,
người ta cho đó là phương thức chiến tranh không hợp thời nữa. Nếu quý vị muốn biết nguyên nhân nạn chiến tranh đang diễn ra trên cõi này, thì hãy lắng nghe tiếng kêu la ở nhà người đồ tể vào lúc nửa khuya, đến nhà người làm nghề giết thịt vào lúc nửa khuya, đến nơi mà heo, bò, cừu bị giết thịt, và lắng nghe những tiếng kêu rống của chúng. Quý vị sẽ thấu rõ điều gì qua tiếng kêu vào lúc nửa khuya đó. Ngày nay, các nhà giết thịt thường nằm ở xa vùng dân cư, nên khó nghe được những âm thanh từ lò mổ. Nhưng chúng ta có thể hình dung ra được cảnh tượng bi thiết. Người ta đã giết hại quá nhiều sinh vật, và những sinh vật này lại tái sinh làm người. Họ lại muốn trả thù. Đó là lý do tại sao mối hận thù càng ngày càng sâu, càng ngày càng tăng trưởng. Chẳng có cách nào để hóa giải điều ấy. Đã lên đến mức mà dòng dây trả không cần phải đợi đến lúc người giết hại súc vật chết rồi hóa thành súc vật để cuộc báo thù được thể hiện, mà đơn giản là người ta sát hại ngay đồng loại mình để trả thù. Anh giết tôi và tôi giết anh. Anh giết tôi lúc xưa, bây giờ tôi sẽ giết lại anh. Thảm họa của binh đao chiến trận có nền tảng là từ nghiệp sát, ngoài ra chẳng có gì khác. Đó là lý do tại sao đạo Phật dạy chúng ta tránh việc sát hại. Thay cho việc giết hại, chúng ta nên phóng sinh và giữ giới. Nếu con người tránh được nghiệp sát thì thế giới sẽ giảm được nhiều lực bạo động, có nghĩa là càng ít đi ảnh hưởng của nghiệp ác. Nếu có 10 người không sát hại thì sẽ có 10 điều lành xuất hiện trên thế gian. Những điều lành này không có những tác dụng tiêu cực, mà hoàn toàn chứa đựng những yếu tố tích cực. Đối với một cá nhân cũng thế, mà đối với toàn thể thế giới cũng vậy. Nếu quý vị thảm sát mọi loài chúng sinh, thì chúng sinh ấy sẽ không có chút nào cảm tình thân thiện đối với quý vị. Nếu quý vị thương yêu mọi loài chúng sinh, thì chúng sinh sẽ thân thiện với quý vị. Thế nên, nhất định có một mối tương quan mật thiết giữa cõi người với cõi giới của loài vật. Thời gian không cho phép tôi giảng giải chi tiết hơn về nghiệp sát, phóng sinh và giữ giới. Tôi có thể giảng giải đề tài này một cách thoải mái trong suốt 3 tháng. Thực vậy, dù có nói trong 3 năm cũng không cạn đề tài. Nhưng nay,